sau cái trận đánh mà chúng tôi trung đội tôi nhận nhiệm vụ đặc biệt và chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đơn vị tiểu đoàn 6 của chúng tôi đã chiếm toàn bộ cái khu vực gọi là ngã tư rừng dừa thuộc đất tà keo thì hôm chúng tôi chiếm được và chúng tôi thu hồi được một khẩu 12 ly 7 và thu được một khẩu pháo 105 ly thì cái hôm mà chúng tôi lại để bảo vệ cái khẩu pháo 105 ly để bàn giao cho đơn vị khác người ta kéo đi thì ở đó nó có rơi rớt mấy cái mũ sắt của lính pháo binh của Pol Pot là toàn là mũ sắt thôi thế thì tôi cũng tiện tay là tôi lấy một cái mũ sắt thế thì sau cái thời gian đó thì đơn vị của chúng tôi thì vẫn chốt ở khu vực đó và tiếp tục để, để chờ lệnh thế thì trong cái lúc mà đang còn chờ lệnh của tiểu đoàn thì liên lạc có lên chỗ cái B1 của tôi và báo là anh Quang dẫn trung đội về C11 để nhận nhiệm vụ thế thì tôi mới bảo là nhận nhiệm vụ gì mà lại điều cả cái B1 của tôi đi thì anh liên lạc anh mới bảo với tôi là hình như là anh được về trung đoàn để đi báo cáo thành tích nó chỉ nói sơ bộ như vậy thôi thì nói như vậy thì khi lính B1 của tôi nghe thì anh em là đúng như là mừng ra mặt thế là bọn tôi vội vàng là nai nịt gọn gàng ba lô súng đạn đầy đủ thì tôi đi cho bộ đội là di chuyển lại chỗ ban chỉ huy C11 thì lúc đó là anh Hoàng đại đội trưởng và ông Khâm đại đội phó lại có nói lại với tôi là em dẫn trung đội 1 về trung đoàn để được về nước đi báo cáo thành tích mà khi nghe được cái tin đó thì lính B1 của tôi thì ai cũng sung sướng, ai cũng cười, ai cũng nói cả. Mà cái thằng Đinh Văn Năm là nó nhảy lên, nó nhảy lên, nhảy xuống, nó gieo hò, nó sướng hơn bỏ qua người. Được về nước là là khỏe rồi, là sướng rồi. Với là được về chỗ trung đoàn là thích rồi. Thế thì nghe được cái tin như vậy thì đến bản thân tôi cũng cảm thấy tự hào. Bởi vì trong suốt cái chiến dịch từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 1979 cho đến tháng 3 năm 1979 mà chúng tôi quay lại mở cái chiến dịch đánh ở Tà Keo 2 thì nó diễn biến rất là nhiều trận đánh cực kỳ là khốc liệt nhưng mà cho đến cái ngày hôm đó thì cái B1 của chúng tôi chưa có ai bị sứt mẻ chỉ có bị thương thì bị thương nhẹ thôi và không có ai hy sinh đó là một cái điều chúng tôi cảm thấy rất là tự hào và rất nhiều nhiệm vụ ở đơn vị giao cho B1 chúng tôi chúng tôi đều hoàn thành xuất sắc Thế thì uh, lúc đó thì anh em cũng không kiểm chế được thằng nào thằng nấy là chỉ có mong là đi về trung đoàn thôi để được về nước. Thế là khi uh, tôi được nhận thông báo đấy thì uh, tôi dẫn trung uh, đội 1 là về chỗ sở chỉ huy trung đoàn. Thì uh, tôi uh, trên uh, từ uh, cái C11 tôi về uh, chỗ trung uh, đoàn 9 thì chúng tôi về đến đó là đi tầm khoảng độ cỡ chắc khoảng hai cây số thì cũng cứ thế là cắt đường là chúng tôi đi tắt đến thôi chứ cũng không có đường xá gì đó chủ yếu là đi trên cánh đồng thì về đến trung đoàn á thì vào cái buổi chiều hôm đó thì anh nuôi cũng tổ chức nấu cơm cho cái trung đội một của bọn tôi ăn và hôm đó chúng tôi được bữa ăn cơm ở trung đoàn rất là ngon thịt hộp rồi là có cá măng rừng rồi là có đầy đủ rau xanh các thứ là được một bữa ăn ở đó phải nói là cũng rất là ngon. Thế rồi là chiều hôm đó là trung đội 1 của chúng tôi là được phát quân tư trang là quần áo mới này, tất mới này và mỗi người là được phát là một à, cái khăn tay bông và, và giày mới. Tất cả quân tư trang của chúng tôi là mới tinh và cũng được thông báo là à, cái B1 của C11 à, chuẩn bị là về nước để đi báo thành tích. Tại vì Tà Keo thì nó cũng giáp với biên giới Việt Nam. Thế thì chúng tôi ở trung đoàn được một ngày để chuẩn bị là chờ xe để về nước đi báo cáo thành tích. Thì không biết lúc đó là kế hoạch nó thay đổi như thế nào thì tôi cũng không rõ. Thì tự nhiên lại có lệnh là lại trở về vị trí cũ. Tức là trở về chỗ C11 đang chốt ở chỗ vườn dừa Tà Keo đó. Thế thì có lệnh thì chúng tôi phải quay về chỗ vị trí tiểu đoàn 6 thì khi tôi dẫn trung đội về đến chỗ tiểu đoàn 6 thì tôi có vào tiểu đoàn thì gặp anh Tư An anh Ba cang thì anh Tư An anh có nói là ở trung đoàn 9 nhận nhiệm vụ từ sư đoàn là tiếp tục cơ động để đánh quân post ở cái mục tiêu 53 nên là cái trung đội của em là tạm thời là có lẽ là phải tham gia cái trận chiến này rồi có lẽ là xong cái chiến dịch này là Cái trung đội của em thì lại mới được về nước Thì lúc đó là nghe cái câu đó Thì chúng tôi cũng cảm thấy là Cũng buồn mà cũng tiếc Thế thì nhiệm vụ đã giao rồi Thì chúng tôi phải thực hiện Sau đó thì tôi với dẫn quân Về chỗ C11 Đang chốt giữa vườn dừa Thế thì chốt ở đó được khoảng độ Hai ngày Thì lúc đó là có lệnh Là trung đoàn 9 là bàn giao cái khu vực vườn rửa đó cho cái đơn vị nào thì tôi cũng không rõ bàn giao trong đêm thì tại vì cái 11 giờ đêm hôm đó là chúng tôi bàn giao chốt cho đơn vị bạn xong thì bắt đầu là nhận lệnh là hành quân thì cái hướng hành quân thì thực ra là lúc đó tôi là trung đội trưởng nhưng mà ở đó thì nó bao la bát ngát lắm ở trên cái tỉnh Tà Keo cũng không biết là về cái vị trí nào mà chúng tôi chỉ biết là về là để tấn công vào cái mục tiêu năm ba thôi Đêm hôm đó hành quân thì chúng tôi hành quân từ lúc khoảng độ 11 giờ đêm là hành quân Thì hành quân cho tới sáng thì đến cái vị trí để tập kết và em quân Thì lúc đó là tôi nhớ là đến một cái khu đó là cũng là một cái bờ đê khá là dài Thì cái tiểu đoàn 6 của chúng tôi là chốt ở chỗ cái bờ đê đó để tiếp tục là nhận lệnh từ trung đoàn Thì chốt ở đó được một ngày thì cái tiểu đoàn 6 của chúng tôi đó là nhận lệnh là luồn sâu để đánh vào mục tiêu 53. Và còn tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 5 hay là như thế nào đó là cái 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 góc độ chỉ huy từ trung đoàn nó rất là rộng nên là tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết là tiểu đoàn 6 của chúng tôi là nhận cái nhiệm vụ đó. Thì uh, lúc đó là gần địch rồi nên là hành quân thì bao giờ bí mật cũng là hành quân đêm hết. Thì cũng là cỡ 11 giờ đêm lại tiếp tục là hành quân hành quân cho đến gần sáng thì dừng lại thì tôi nhớ là cái lúc đó là cái C11 của chúng tôi á và cái tiểu đoàn 6 là hành quân đến một cái rừng mía nha chứ không phải là một cái vườn mía đâu. Ở đó nó có một cái gọi là cả một uh, rừng mía rất là nhiều cây mía. Thì đến đó thì đến bìa cái cái cái, cái rừng mía đó thì uh, lúc đó là cho bộ đội dừng lại thì tôi còn nhớ cái câu chuyện nó, cái kỷ niệm nó rất là nhỏ thôi Cái, cái thằng Niềm mà trước kia nó làm liên lạc mà xong nó yếu quá, nó không thể về, nó không làm liên lạc được Thì uh, C11 thì có điều nó về chỗ cái B1 bọn tôi Thì uh, đến đó thì cũng, C11 thì cũng triển khai cho bộ đội là đào các cái hố chiến đấu cá nhân Thì cái thằng Niềm này thì nó mới đào cho tôi một cái hố chiến đấu cá nhân thì bọn tôi ngồi đó thì cũng quấn thuốc dê để hút thôi nhưng cũng chưa chưa thấy có cái triển khai tấn công hay như thế nào cả thế là thằng điểm nó với bỏ qua ngay qua uh, mày cho tao cái cái mũ sắt để tao đợi cho thế thì nó hỏi xin tôi cái mũ sắt thì tôi bố thì nặng bỏ mẹ thì tôi thì tôi cho mày luôn cái mũ sắt đó là tôi lấy được của cái lính pháo minh của quân đội thế là chúng tôi chốt ở đó được khoảng độ tầm 2 giờ chiều thì bắt đầu lại uh, nhận lệnh là tiếp tục là luồn sâu tiếp thì uh, luồn sâu tiếp thì đi qua cái rừng mía thì uh, chúng tôi lại nhận được lệnh lại phải dừng lại lúc đó dừng lại thì trong cái vườn mía nó rất là rộng mà cái cây mía ở đó thì nó cũng cằn cỗi thôi mùa khô mà cái lá mía mà nó bám trên cân thì mía hầu như là nó khô hết chỉ cần một mồi lửa thôi thì có thể là cả một cái rừng mía đó nó nó cháy thì uh, cũng đào mỗi người mỗi cái hố chiến đấu cá nhân Thì uh, tôi lại bẻ thêm mấy cái mía nữa tôi ngồi tôi tước mía là tôi ăn mía tôi nhả bả ngay dù cái hố chiến đấu cá nhân thế thì mới chốt được khoảng độ vài tiếng đồng hồ thôi cũng không lâu đâu thì lại có lệnh là tiếp tục luồn sâu tiếp thì lúc đó là, là luồn sâu là theo cái đội hình là cuốn chiếu rồi chứ không phải là luồn sâu cả một cái tiểu đoàn như vậy mà lúc đó là gần địch là đi rất là bí mật. Thế là tôi dẫn trung đội là cùng với C11 là tiếp tục luồn sâu. Thì tôi nhớ là hết cái vườn mía đó thì nó qua một cái, uh, cái 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 suối nhưng mà cái đây là nó giống như là một cái kênh nông giang để nó tưới tiêu cho cái vườn mía đó. Chứ không phải là cái suối tự nhiên Thì nước nó sâu tầm khoảng độ đến bụng Có chỗ thì đến đầu gối thôi Nhưng mà rất là lắm bùn Thế thì uh, khi gặp cái suối đó Là cho bộ đội chốt lại và cảnh giới Thì mới cho cái B1 của bọn tôi là Là vượt suối trước Thì chúng tôi vượt suối Thì qua bên kia suối Thì nó lại sang một cái rừng tre Một cái lũy tre bên đó Nó cũng khá là rậm rạp Toàn cây tre lùng tre bụi nên thì sang đến nơi thì chúng tôi cảnh giới để cho đại đội sang Thì nói chung là chúng tôi là di chuyển sang là an toàn Và sau đó là tiếp tục luồn sâu Thì trong cái rừng tre Thì nó có các cái đường trâu bò để thú rừng nó đi là nó có lối ở trong đó Thế rồi chúng tôi cũng cứ bám theo các cái lối đó là chúng tôi đi Thì đi hết cái rừng tre thì, uh, Lúc đó tôi quan sát thấy là hết cái rừng tre là nó ra một cái trảng trống uh, Rất là trống trải chủ yếu ở đó cũng là ruộng nhưng mà là ruộng hoang thôi về mùa khô thì hầu như là cây cối ở đó nó cũng là một cái màu vàng bọt thế thì nó là một cái trảng trống thì nhìn sang bên kia thì nó là một cái cánh rừng và đồi núi ở cái phía bên đó thì chúng tôi vượt qua được cái cái lùi tre đó thì bắt đầu là anh hoàng đại đội trưởng là cũng triển khai các trung đội là đào công sự là chốt ở đó và nhận lệnh từ cấp trên thì có một cái câu chuyện sự thật nó là như thế này Tôi cũng xin được kể lại cho các bạn nghe Là cái khi C-11 của chúng tôi bám theo cái bờ tre và đào hầm hào công sự Để tổ chức một cái trận địa phòng ngự ngay ở chỗ cái rừng tre Thì cái buổi chiều hôm đó là Tôi đang đứng ở gần cái hầm của xe bộ Thì tôi nghe một tiếng nổ nhưng mà tiếng nổ rất là trầm mà nổ ở trong hầm tôi nghe một tiếng nổ duy nhất thì tôi cũng không tôi nghĩ là đó là một cái chuyện bình thường trong chiến trường thôi cái tiếng nổ thì hầu như ngày nào nó cũng có tiếng nổ cả thế thì tôi cũng không vào chỗ hầm đại đội đâu thế thì tôi lại quay lại chỗ cái cái, cái b 1 bọn tôi để tiếp tục là chỉ huy cho bộ đội là đào lại hồng hào công sự chút giữa đó để và nhận lệnh và chờ lệnh cấp trên Thế thì khi tôi đang ở đó thì liên lạc với chạy lên bảo là Quang chạy về chỗ C11 nhận nhiệm vụ. Thì tôi mới về chỗ C11 thì lúc đó tôi mới biết là anh Khâm là bị thương vào bàn tay. Và lúc đó là có cái tiếng xì xào nói ra nói vô là chính xác là ông Khâm đại đội phó. Mà ông này ông chiến đấu ông rất nản. Ông toàn ở phía sau để ông thúc lính trung phong. Kể cả khi chỉ huy chiến đấu ông cầm cái khẩu K54 ông chỉ huy bộ đội là tay ông cứ run run như cầy sấy như thế này, mà tôi rất ghét cái ông này. thì lúc đó là lên thấy anh em là thông tin liên lạc y tá gì đó là người ta cũng xì xào, tôi cũng nghe lỏm được thôi. nhưng mà tôi đoán chắc chắn là ông này tự thương, bởi vì tôi nghe cái tiếng nổ đó, mà khả năng là bắn bằng cái khẩu k tư. sau đó là đơn vị vi chuyển ông về tiểu đoàn rồi sau này ông đi đâu thì tôi cũng không rõ nữa thì khi tôi vào giao ban hội ý và nhận nhiệm vụ ở chỗ ban chỉ huy đại đội thì anh Hoàng đại đội trưởng anh ấy phổ biến là cái C11 của ta đây này là đánh phối kết hợp với cái đại đội uh, trinh sát của trung đoàn để tấn công sang bên kia cái bìa rừng để chiếm cái các cái mục tiêu ở đó. Thì lúc đó tôi mới biết ở đó là mục tiêu 53 đó, nó cũng không có cái cái điểm gì ở đó để mà mà kể lại cả mà nó chỉ là một cái rừng đồi thấp mà chủ yếu ở đó là cây khộp và cây dầu rất là nhiều nhưng mà về mùa đó thì nó cũng rụng lá đây rồi nhìn nó cây cối nó cũng 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 thưa thớt thôi nó chỉ là một cái màu vàng của mùa khô đặc trưng ở campuchia kiểu như thế thế tôi mới về tôi mới nói với nam bỏ mình đánh với cái đại đội trinh sát của trung đoàn này, thì mình cũng cảm thấy là chắc là bọn này nó đánh cũng cũng tốt đây cũng lì. Thế thì uh, sau khi nhận lệnh thì uh, chúng tôi bỏ chốt và tiếp tục là tổ chức là vượt tráng. Thì trong khi chuẩn bị vượt tráng, vượt cái tráng trống đó để chúng tôi tấn công thằng bìa rừng thì lẽ ra theo như hiệp đồng thì để cho bộ đội tấn công của tráng trống thì phải có cái hóa lực của tiểu đoàn hoặc trung đoàn bên này là phải bắn sang bên kia cái tráng trống để dọn đường đi thì để, để cho bộ binh là lên theo tôi nghĩ là như vậy nhưng mà lần này thì lại không cho chúng tôi vượt trống nhưng mà là vượt là vượt bí mật để ém sát vào trận địa của địch để phối hợp với các đơn vị bạn để đánh vào cái mục tiêu đó thì à, không dám là đi thẳng người đâu nhé mà cũng không dám đi khom chỗ nào mà che khuất tốt thì mới đi khom thôi còn chủ yếu là khi b một của chúng tôi lên tiếp cận cái bờ mương ngang ở đó nó có hai cái bờ mương Một bờ mương ngang và một bờ mương rộng Nhưng mà mương là mương cạn nước Chứ mương không có nước Mương khô Thì uh, khi Trung đội 1 của chúng tôi Đang vận động lên để chiếm lĩnh Các cái vị trí có lợi Thì bên kia Pol Pot nó phát hiện được nó đã bắn Thì lúc đó là Thằng Mạnh Xạ thủ uh, B41 Là hy sinh tại chỗ trong cái lúc chúng tôi đang vận động lên và nó hy sinh ngay bên cạnh tôi tại bởi vì là thằng mạnh nó luôn luôn là đi gần tôi bởi vì là tôi là trung đội trưởng nó bắn b bốn mươi nó lúc nào cũng đi gần tôi cả thì thằng mạnh một bị một viên đạn 12 hai ly tám bắn bắn xuyên vào ngực mà vỡ ngực là thằng mạnh nằm luôn tại chỗ thế thì tôi túng luôn thằng mạnh cả cái giá đạn cả khẩu b bốn thì tôi kéo lê thằng mạnh lao được xuống bờ mương thì đến xuống được bờ mương thì tôi sờ người nó và lấy băng và băng lại cho nó thì nó chỉ có ngáp mấy cái là nó hy sinh luôn và mạnh là người hy sinh đầu tiên trong trung, trong trung đội của tôi khi mở chiến dịch đánh sang campuchia thế thì tiếp tục khi chúng tôi bám được xuống bờ mương rồi thì à, lúc đó là cũng Tương đối an toàn rồi Thì hầu như là đội hình C11 của chúng tôi Còn cái, cái đại đội trinh sát Là theo như phổ biến Là nó đánh ở bên cánh trái Của cái C11 Và không biết Cái đại đội trinh sát này Người ta nhận lệnh luồn sâu hay đánh như thế nào Nhưng trong suốt cả một cái trận đánh Nó vô cùng khốc liệt Tôi không hề nghe một cái tiếng đạn nào Của cái đơn vị trinh sát hết mà trong khi là nói là như anh Hoàng thông báo là giữ sườn cánh trái để cho C11 bọn tôi tấn công. Nhưng mà hoàn toàn là không không thấy. Thì khi xuống mương là để cái xác thằng Mạnh ở trong bờ mương. Thì chúng tôi vẫn dàn quân ra và cho bộ đội là lợi dụng cái mương đó. Và đào thêm các cái hầm ếch để chúng tôi di chuyển chiến đấu trong mương cho nó dễ. Và chỗ đó là cái nơi phòng ngự tránh được đạn nhọn rất là tốt. Thế thì trận đánh này thì quân quân pốt nó sử dụng cả lính bắn tỉa nữa. Thì xin được nói với các đồng chí là cái thằng Niềm mà nó đợi cái mũ sắt là lúc đó là nó cũng đang ngồi gần tôi. Thì chưa hề nổ một viên viên đạn nào nhá. Lúc đó chúng tôi mới ém quân thôi. Thì nó ngồi gần tôi thì nghe cái choang một phát. Một viên đạn tôi nghi là bắn tỉa thôi chứ cũng cũng không nghe tiếng đề ba à, mà chỉ nghe cái choang cái vào đầu thằng thằng niềm thôi thì cái viên đạn nó xuyên luôn vào đầu của thằng điểm là thằng điểm là gục luôn xuống cái cái, cái hào đó thì tôi mới đỡ thằng điểm lên thì tôi mới cởi cái mũ sắt ra thì toàn bộ máu và óc của thằng điểm là nó phun hết ra cái mũ sắt thì mới có vận động lên thôi thì trung đội của tôi đã hy sinh mất thằng mạnh và thằng Niệm là thằng Niệm là hầu như là mắt nó trợn trừng lên nó chưa kịp nhắm mắt và tôi đặt nó nằm dài ra, ra xuống cái mương đó bắt đầu là à, cái mũ sắt thì tôi vẫn để trên đầu nó để nó đỡ cái óc với cái máu thì tôi vuốt mắt mà tôi vuốt mãi thì mắt nó mới nhắm thì lúc đó tôi mới đã nghi là lính bắn tỉa thôi thì ngay liền đó thì bắt đầu là tất cả các loại hỏa lực của quân quân bốt nào là pháo 37 ly này, DK 75, DK 82 rồi tất cả các loại đạn của quân quân bốt là nó bắn xăm xỉa và nó bắn xối xả vào cái C11 bọn tôi. Có nghĩa là nó bắn là bọn tôi nằm ở dưới mương mà nghe cái tiếng đạn nó réo ở trên 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 bên trên là phải nói là nếu như cái tinh thần của ai thấp thì không thể chịu được cái âm thanh nó như vậy đặc biệt là cái 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 pháo 37 bảy ly khi nó bắn là nó găm vào các bờ ruộng bờ đất vào cây Nó nổ mà cái mảnh của nó cái mảnh của đạn của ba bảy ly ấy. thì cái súng ba bảy ly ấy, thực ra là cái đạn nó sát thương cũng không cao lắm đâu nhưng mà cái cái mảnh nó nó liệng thì nghe cái tiếng chiu chiu veo veo thì khủng khiếp nó bắn kinh khủng như vậy thì nó bắn áp chế bọn tôi như vậy Bắt đầu là Pol Pot nó tổ chức là nó tấn công luôn Nó tổ chức nó chủ động nó đánh vào C-11 của bọn tôi là nó đánh trước Thì hôm đó tấn công rất là rát Mà phải nói là tôi không biết tả như thế nào Trận địa là mu mịt Thì lúc đó là trung đội 1 của tôi là đã hy sinh hai Và lúc quân Pol Pot nó tấn công lên Và cộng cái hỏa lực của nó bắn Thì bộ đội mình buộc phải vận động đến các cái vị trí có lợi để tấn công lại thì hầu như là lúc đó là trung đội 1 của bọn tôi đã bị thương và đã hy sinh. Chắc phải mất khoảng độ 1/3 trung đội rồi, bởi vì cả cái trung đội của tôi có 17 tay súng thôi, thì lúc đó thì mất khoảng độ cả bị thương cả hy sinh mất cộng tầm 5 đến 6 người rồi. chứ không phải là ít nữa. Thì hôm đó nó tấn công là nó tấn công đợt đầu tiên thì chúng tôi hoàn toàn là đẩy lùi và đánh bật quân quân post ra khỏi cái khu vực đó thì nó chỉ dừng lại có một tí thôi, thì bắt đầu nó lại tổ chức nó bắn hỏa lực nó tiếp tục nó tấn công, thì lúc đó là theo như thông báo là à, cái đại đội trinh sát là nó giữ sườn cánh trái, thì yên tâm là bên cánh trái là có đại đội trinh sát rồi, nhưng mà tôi cũng không thấy nổ súng, thì sườn cánh phải là B 1 của bọn tôi, thì bọn tôi phải giữ sườn không là sợ nhất trong chiến đấu là khi quân buôn bốt nó tấn công lên mà nó mạnh như vậy, thì nó khép vây là cái chuyện cực kỳ là, là lo lắng Thì Cái mương bọn tôi nằm đó Thì quân buôn post nó ở trong các cái lùm tre Rồi là bắt đầu nó tấn công vào rồi Và nó chuẩn bị nó khép vây Thì tôi đang ngồi ở dưới mương Và chỉ huy bộ đội à, Chiến đấu ở đó Thì lát đác có những cái tô pốt nó bò lên Và nó đã nhảy xuống mương Và hôm đó là cái trung đội 1 của bọn tôi Tiêu diệt tại chỗ Và chính tôi bắn Thì ít nhất phải được 3 đến 4 thằng chết ở trong mương có nghĩa là nó nó vượt qua được là nó đã nhảy xuống mương rồi để nó khép vây. Thì những thằng nào mà nhảy xuống mương là những cái thằng đó hầu như là bị anh em B1 của chúng tôi là tiêu diệt, tiêu diệt gọn. Thì có lẽ là nó thấy nó chết ở trong mương nhiều quá thì nó không khép vây được và nó lại lùi ra cái lùm tre này, nó lại bắn vào, nó không 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 dám vào nữa. Thì riêng cái nó tổ chức đợt tấn công thứ hai là nó đánh kiểu như vậy thì đều bị cái B1 và cái C11 của bọn tôi là Là đánh bật ra Mà phải nói là Thôi rồi là hỏa lực của nó bắn Thì phải nói là thôi rồi Chúng tôi cũng rất may là chúng tôi có cái mương Và cần ngớt tiếng súng thôi Là anh em Là người ta đào Đào à, Các cái hầm ếch Để tránh đạn cối Chứ còn mương á, nằm dưới mương thấp Thì nó chỉ tránh được đạn nhọn thôi Chứ đạn cối nó rơi xuống là vẫn bị mảnh nên là để mà tránh được đạn cối là phải có các cái hầm ếch hầm cóc à, đào khoét một cái lỗ vừa người để chui vào trong đó để để tránh đạn cối của nó thì lúc đó thì cối của trung đoàn rồi là các loại đạn hỏa lực của ta thì cũng bắn sang bên kia bìa rừng chứ không phải là không thế thì lúc đó nó xuất hiện một cái xe tăng ở cái hướng trước mặt của chúng tôi và nó cái chạy ngang xéo ngang đi xong nó lại chạy đi chạy lại tức là nó di chuyển liên tục và và trên cái cái, cái 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 xe tăng của quân Put nó có một cái khẩu súng uh, súng máy ở trên xe. Nó chạy đi chạy lại, nó ra nó hỗ trợ cho bộ binh của nó xung phong tấn công. Thì cái ý định của tôi là muốn lên bắn cái xe tăng đó. Thì tôi mới quay lại chỗ thằng Mạnh uh, bắn B41 mà nó đã hy sinh rồi uh, thì tôi lấy một khẩu B41 uh, và một khẩu AK lúc đó là anh em B 1 của tôi là bị thương, bị hy sinh là là một số rồi nên là súng có thừa lại và đạn thì rất nhiều những cái người đã hy sinh rồi đạn lửu đạn rồi nói chung là không thiếu đạn có thể là đánh đến sáng mai cũng không hết đạn được thì tôi lấy ba khẩu súng tôi lấy ba khẩu súng thì bắt đầu là có một số lính của mình là bị thương là ở bên kia cái bờ mương là nằm ở chỗ cái bờ mương ngang thì tôi mới vọt qua đó Tôi cứ vọt qua đó để, tôi chủ yếu là à, tôi bắn cái xe tăng. Thì khi tôi vọt qua thì à, tôi nhìn thấy là anh em B1 của bọn tôi là hầu như lúc đó hy sinh và bị thương. Là nằm la liệt ở cái bờ Mương Nga. Thì khi anh em thấy tôi sang đó thì có những người bị thương nhưng mà người ta không đi được, không bỏ được. Không biết là như thế nào. Để, súng đạn nó mù mịt đi với lại là trong cái lúc nó đang lộn xộn, đang vội vàng như vậy, không để ý được là hy sinh bao nhiêu, bị thương bao nhiêu, nhưng mà nghe tiếng gọi bảo là anh Quang ơi, anh xem sao anh cho vận tải lên cám bọn em ra cái, bọn em không đi được nữa, bị thương, bị hy sinh hết rồi. thì tôi với nằm xuống tôi bỏ lại tôi bảo thế này, bây giờ chúng mày cố gắng, thằng nào còn khả năng mà đi được thì cố gắng bỏ ra phía sau lâu, tôi còn chỉ hướng nữa là phía sau chỗ cái 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 vườn tre và cái vườn mía đó là tiểu đoàn đang ở đó thì bay cố gắng bay bỏ ra đó chứ bây giờ trong lúc này thì không có vận tải cũng không có ai lên đây mà hỗ trợ mình được đâu cố gắng tự thân vận động cố gắng như vậy còn bay yên tâm rằng là tao còn sống thì tao sẽ giữ cái chốt này đến cùng xin được nói với quý vị và các bạn nếu như mà tôi là một con người mà không có bản lĩnh thì có lẽ hôm đó là cái B1 của chúng tôi không đến mức độ là bị xóa sổ. Nhưng vì là vướng thương binh Tự sĩ đang nằm đây này thì mình không thể bỏ đồng đội được mà mình tự rút về được. Còn hôm đó nha, C11 là ban chỉ huy đại đội đánh nhau rát quá rồi thì ban chỉ huy đại đội và cái B2 rút lúc nào tôi cũng không biết. Bởi vì khói đạn nó rất là mịt, mịt mù đánh nhau như thế nào ở cái hướng B2 bởi vì là cả một cái đội hình đại đội khi chốt hàng ngang như thế này này nó rất là dài mình không thể kiểm soát bên B2 được mà tôi chỉ chỉ huy bên B1 thôi thì lúc đó ban chỉ huy đại đội cũng như là uh, cái, cái 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 B2 rút từ lúc nào chờ trọi còn mỗi B1 và cái đại đội trinh sát đánh ở đâu phối hợp như thế nào cũng không không biết nữa trong khi cái B1 của chúng tôi lúc đó là phải hy uh, sinh và bị thương mất khoảng độ gần hết rồi thế thì à, tôi mới nói với anh em là còn một mình tao tao cũng giữ chốt còn thằng nào ra được thì cứ ra đi chịu khó bỏ ra thế, chứ bây giờ thì không có thể là ai hỗ trợ được nữa nó bắn như vậy nó đánh mạnh như vậy thế thì đúng là lính của tôi nó nằm đó nó bị thương nó khóc thì có một số anh em thì tôi cũng thấy người ta lê lết người ta chịu khó người ta bỏ ra rồi là không biết là sau này lại bỏ ra rồi được rồi là có thoát hay không Thế thì thấy không ổn như vậy thì nằm ở chỗ cái hướng này thì nó hơi chống trái bởi vì cái mương rất cạn, chứ không phải là một cái mương sâu. Cái mương phía sau á, cái mương dọc á, thì nó sâu, nhưng mà cái mương ngang thì lại nó lại cạn. Đi khom là vẫn lòi lưng, chỉ có bò thôi. Thì tôi là phải lại sách khẩu B41 với khẩu RBD với khẩu AK, tôi lại quay lại chỗ cái bờ mương sâu hơn để tạo cái thế trận phòng thủ ở đó. Thì khi tôi quay lại chỗ cái mương sâu hơn thì chính xác trung đội của tôi lúc đó là còn lại có năm anh em. Thì còn thằng Đinh Văn Năm này, mà thằng Đinh Văn Năm thì trong chiến đấu thì nó cực kỳ là bản lĩnh. Đánh nhau thì phải nói là là, là không biết lùi, rất là, là, là mà thằng nào thằng đó là sau này lẽ ra nếu như mà nó được sống nó trở về là phải phong nó anh hùng. Còn cái thằng Đinh Văn Năm đó, thì còn thằng Đinh Văn Năm và thằng Ái và tôi và còn hai người nữa là lính mới nhưng mà sau lâu rồi tôi không không nhớ tên mấy. Tôi chỉ nhớ là lính của Bình Chỉ Thiên thôi. Thì quay lại cái bờ mương sâu thì thấy tình hình như vậy là tôi thấy không ổn, trong khi là phía trước mặt của tôi là thương binh tử sĩ đang nằm đó. Không thể bỏ đồng đội mà để mà chạy về tuyến sau được. Thế thì tôi với bỏ thằng Đinh Văn Năm là thôi bằng giá nào thì hôm nay hôm nay tao với mày có chết thì cũng phải giữ bằng được cái chốt này. Nhưng mà thằng Đinh Văn Nam này, mặt nó tính bơ luôn. Nó không sợ sệt một cái gì hết. Mà nó vẫn lao hết chỗ nọ chỗ kia, ném lửu đạn, bắn AK, bắn B41 liên tục. Thì tôi mới bảo là mày chỉ huy hai thằng kia giữ cái sườn bên đó. Còn tao với thằng Ái là giữ cái sườn bên này. Thì tôi với Ái vừa mới vận động sang cái sườn bên này để bảo vệ thương binh tử sĩ thì bọn bôn bút nó bò lên nó bò lên là chủ yếu là nó vẫn cái bài đánh cũ là để nó khép vây để nó coi như là nó tiêu diệt bọn tôi gọn thì bị tôi với thằng ái là đánh bật ra nhiều lần bởi vì là chúng tôi có trong công sự có trong cái hào tự nhiên ở đó Thì chúng tôi ném lựu đạn với là bắn b 41 với rbd chúng thế cứ thế là chúng tôi quật ra thì nó cũng không lên được mà hôm đó là bọn pol pot nó chết ở cái các cái họng súng của bọn tôi cũng rất là nhiều Ừ, phải nói là nó cũng rất là lì Hết đợt này bò lên là có đợt khác nó lại bò lên tiếp Nó nhiều đến mức độ như vậy Thì hôm đó là Bọn tôi bị chết với bị hy sinh là do Cái lính bắn tỉa của quân Bôn Bốt. Tôi nghĩ là như vậy Bởi vì sao là Cái khi mà tôi chưa bị thương á Thì tôi với thằng Ái một cánh á, thì cái thằng ái này á nó đang ngồi nó lắp đạn cho tôi nó lắp vào cái băng RBD và cái băng AK thì tôi cứ bảo là cái khi nào ngớt tiếng súng thì tôi ngóc đầu lên tôi cảnh giới để xem con quân Pút nó tấn công vào hướng nào còn thằng Ái thì nó ngồi dưới hào nó lắp đạn thì tôi thì ở trên cao bởi tôi đang quan sát mà còn thằng Ái thì ở dưới dưới miệng hào ở trong giao thông hào thì không biết là đạn 12 ly 7 hay là đạn bắn tỉa thì lúc đó tôi không thể tưởng tượng được thì thằng Ái bị một viên đạn nó bắn đứt cổ luôn Nó bắn vào ngay cổ Thì tôi chỉ nghe cái hét lên một tiếng thôi Rồi nghe cái ợ một cái Thì tôi quay lại thì thấy thằng Ái đang từ từ là ngã ngửa người ra Thì tôi đặt cái khẩu súng RBD đó thì tôi lăn xuống Thì tôi mới đỡ thằng Ái Đỡ thằng Ái lên là toàn bộ cái cổ của nó là bị đứt ờ, Nó cứ ói máu ra rồi nó hộc máu ở trong cổ nó ra nó chảy ướt hết uh, cái máu của nó vào ngực tôi à, nó ngấm xuống đến cái cái cạp quần của tôi tất cả là ướt hết nó máu ra nó phun ra là là như người là 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 đổ nước như vậy là thằng thằng ái hầu như nó không có nói được một câu nào thì nó gục luôn vào trong người của tôi thì tôi mới đặt thằng ai nằm xuống mà lúc đó là tôi cũng rất là hoảng rồi là cái cánh của tôi thì còn còn có một mình còn cái cánh đường kia thì vẫn đang còn thằng 5 và hai hai lính cũng của B1 tôi nữa là cái cái hướng đó. Trong khi thương binh tử sĩ đang nằm đó thì tôi vẫn ở cái hướng đó và tiếp tục là bắn kiểm chế và đánh trả quân quân bố Lúc đó, đó còn có mình tôi một cánh thôi. Thì nó cũng không lên được. Nó không tài gì nó lên được. Vào trong mương thì bị tôi bắn chết. Thằng nào cứ lọt vào trong mương là đều hầu như đều bị tôi bắn chết hết. Thì lúc ngớt tiếng súng thì tôi mới quay lại Thì tôi mới bảo nói với thằng Năm Tôi bảo là tình hình là bây giờ là không ổn Có rút thì lúc đó cũng không rút được Quân quân nó chuẩn bị nó khép vây rồi Thì tôi chỉ nói với thằng Năm như vậy Mà thằng Năm nó vẫn mặt nó vẫn cứ tính bơ Nó vẫn cứ cười bình thường Nó bản lĩnh đến mức độ như vậy Và hai chúng tôi vẫn tiếp tục là giữ chốt Mà chủ yếu là bảo vệ cái 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 cái, cái thương binh cái tử sĩ của cái B1 của chúng tôi đang nằm đó